Cái này cái nu bò công các bạn, nu mặt khỉ à. Cái này già hết biết luôn rồi. Mấy cái dĩa nó cũng khá già. Nó liền xèo ráo rồi. Nó có một cái xèo nhỏ vậy. Đế thì nói chung nó không đặc sắc lắm, nhưng mà cái bộ tàng nó già. Xèo ở đây nó liền luôn à. Đó. Cái này cái hoành chỗ này được 25, chiều cao được 45. Tàng ngang là 55 nha bạn. Cái này cũng gọn nhẹ à, cái này để bàn được. Dài ghê, cái này dài hết biết luôn. Cái này bộ tàng dài vậy lắm nè. Gần Tết các bạn mua mấy cái này về chinh luôn, ra Tết luôn. Ra bông luôn. Cái này chắc ra bông không kịp quá, tới Tết là nó bắt đầu nó ra lá, nó vừa phúng phúng nụ à, có thể nó trổ bông sau Tết tí xíu. Chứ cỡ này là lật ra bông không kịp. Trời lập chứ nụ chưa chưa trổ nổi. Mang thấy các bạn, cái này dạng xương ghê không? Dạ ghê luôn. Nói chung cái đế thì nó không đặc sắc lắm, cái đế thì nó thường. Cái nó già cây, cái này xưa cây tự nhiên xưa, đế nó không có làm đế, nở rồi dán nữa. Nụ công các bạn, nụ khỉ thì ra lớn mấy dần dầm lên kỳ dúi chưa ở kém hết nha bạn, xiên rồi kém hết, một số công nó phiết rồi chưa hết.